năm năm phần đủ rồi đó. Anh thích dạ mà ngày hoài. Rồi hôm nay mua bông của từ thiện, mua bông từ thiện chở ra, tiền chở ra từ thiện chở chuyện rồi, hôm nay ngày 28 Tết, gia đình chị Tỳ Duyên có gửi cho gia đình cô bịch gạo 10 kg, một phần quà và 2 chậu bông nha. Bịch gạo. Rồi cô có đôi lời cảm ơn đi cô. Dạ. Vô đây nè cô. Gương mặt của chị này thân quen hàng tháng. Thì hôm nay ngày 28 Tết, chị gia đình chị Tỳ Duyên có gửi cho chị cặp bông, một phần quà và 10 kg gạo. Thì hoàn cảnh chị cũng rất khó khăn, rồi cũng nhắc lại hồi xưa giờ chị không có nghe nào mà chị sung sướng hết. Hôm nay là ngày 28 Tết đó chị, tôi cũng thay mặt chị gia đình chị Tỳ Duyên ở bên Mỹ gửi cho mình bịch gạo 10 kg, phần quà và 2 chậu bông để trưng lên cúng ông bà hả chị. Chị thì khổ lắm, bị bệnh thận giai đoạn cuối, mỗi ngày cách ngày chạy lần, nghỉ ngày chạy ngày, rồi lo tiền chạy thận mấy năm nay khổ, nhà thì gãy chân một cái trơn rồi. Rồi anh thì cũng bệnh nữa, nhà cửa thiệt tình sập hết trơn, lúng hết trơn này. Rồi biết gì không anh? Còn biết gì không? Biết ít hả? Dạ thì thôi hôm nay cũng thay mặt gia đình chị Tiền Duyên ở Mỹ, dạ có gửi cho anh một bịch gạo 10 ký, một phần quà, một phần quà gồm có và hai chậu bông. Thì chị Hồng, chị Út ơi, chị Tiền Duyên ơi, thì anh này anh bị tai biến rồi, bắt đầu khổ quá, con dâu nó không cho ở nữa, bây giờ đến tá túc ở nhà của ông anh ruột, mà ông anh ruột thì cũng nghèo, hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn. Vậy đó anh cũng khó khăn lắm, con dâu thì sợ nghèo quá cái nó không cho ở, nuôi hết tiền hết bạc đủ đi nhé. Vậy thôi anh đừng khóc nữa nha. Hôm nay thay mặt gia đình chị Tiền Duyên gửi cho anh bịch gạo 10 kg, một phần quà và 2 chậu bông để nhà cho anh ruột của anh trưng luôn nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi dạ thì hôm nay là ngày 26 Tết, chúc có đại diện gia đình chị Tiền Duyên có đến tặng em một giỏ quà, bịch gạo 10 kg và 2 bịch bông để về chúc Tết và để cúng ông bà. Thì em Hậu đây hoàn cảnh vô cùng khó khăn, có 3 đứa con nhỏ, không có chụp 3 đứa em con nhỏ được, thì em ở khu trọ, ở nhà trọ, không có nhà cửa, và anh cảnh em rất khó khăn. Hôm nay thì một lần nữa cũng thay mặt gia đình chị Tiền Duyên đến gửi cho anh phần quà, bên cạnh 10 xí và 2 chậu bông ha. Cảm ơn chị gia đình chị Tiền Duyên, con cũng cảm ơn gia đình chị Tiền Duyên. Rồi hôm nay là ngày 27 Tết, gia đình chị Tiền Duyên có gửi cho tặng cho bên của gia đình mình bịch gạo 10 kg, phần quà và 2 chậu bông. Nó ăn gạo của gia đình Tiền Duyên mà nó mập lù gì nè. Đó, nó ăn gạo Tiền Duyên mà nó mập vậy đó. Rồi vậy là lần nữa thì gửi cho con phần quà bịch gạo, gia đình con bịch gạo 10 kg với cà bông nha, ăn Tết nha. Dạ cảm ơn. Cảm ơn nữa lớn ơi, con cảm ơn. Con cảm ơn.
đến thăm hoàn cảnh của cô. Cô về đây đi vô hỏi thăm cô. À, xin chào cô. À, cô ở với ai cô? Ở mình. Hàng ngày cô làm gì? Bán vé số. Rồi bây giờ còn bán không? Giờ em đau mới nghỉ. À, đau mới nghỉ hả? Dạ. Rồi cô bệnh gì cô? Bệnh tiểu đường với cao huyết áp. Dạ. Rồi nhà này nhà nhà này bên chữ thập đỏ cho. Ờ, nhà này thập đỏ cho. Dạ. Rồi nghe nói nền cũng người ta cho mượn ở đỡ hả cô? Nền thì ở đậu. Nền ở đậu mà cái nhà thập đỏ cho, từ thiện cho. Dạ. À, cô năm nay nhiêu tuổi ha? Tết này nữa 58. À, cô tên gì? Tên Võ Thị Nhạn. À, đây cô Nhạn 58 tuổi, bị bệnh nhiều, rồi sống độc thân một mình, neo đơn. À, hoàn cảnh tiểu đường, cao huyết áp, ngày xưa thì bán số, bây giờ bệnh quá đi bán không nổi. Thì hôm nay tôi cũng thay mặt gia đình chị Tị Duyên á, có gửi cho cô bịch gạo 10 kg, cặp bông, rồi dạ, và một phần quà nha. Một phần quà. Dạ. Rồi trước hết thì cô chưng lên cúng ông bà ha, nhà cô đây cúng ông bà, rồi sau này cô dùng cả bữa Tết luôn nha con nha. Dạ. Dạ. Rồi thôi một nữa xin nơi chúc anh xin kính chào cô nha. À, hoàn cảnh cô thật sự tội nghiệp. Để xem nhà cô coi. Cô có gì đáng giá không? À, nữa mình đem chân lên bàn thờ. À, cô cầm bên chân. Cầm chân lên luôn coi cho đẹp coi. Quá đẹp. Có quà lên cái xôm liền. À, cô ngồi đó đi con. Con ngồi đó. Rồi vậy chụp cô bôi hình cái xin chào con. Thì thôi cũng năm mới cũng thay mặt gia đình chị Duyên chúc cô được dồi dào sức khỏe. Rồi vạn sự như ý nha con nha. Để sống cho những người tuổi đời còn những ngày còn lại. Hôm nay là ngày 26 Tết thì gia đình chị Duyên có gửi về tặng cho gia đình chị một phần quà, cặp bông và bịch gạo 10 kg để cho dụ chị dùng Tết nha. Chị có đôi lời cảm ơn đi. Thật ra có đôi lời cảm ơn nha, mất mạnh quân. Yeah, dạ, rồi. Gia đình chị Duyên. Cảm ơn. Chị thì cũng lớn tuổi, sống cũng khó khăn. Cái này là chùm củi nha. Cái này là chị dùng củi. Thôi năm mới cũng chúc thay mặt gia đình chị Duyên chúc chị dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc chị, xin chào chị. Hôm nay anh em thiện nguyện đến để mà thay mặt gia đình chị Tị Duyên ở Mỹ hỗ trợ cho em phần quà ha, và 10 kg gạo và cặp bông để quà thì chuyến Tết cúng ông quà, thì gạo thì mình ăn còn bông thì mình chuyên mấy ngày Tết ha. Đây hoàn cảnh thì cũng nghèo mới ra riêng. Nhà thì bà con vận động cắt cho. Nhà thì dưới sông dưới kinh. Rồi cô cảm ơn đi. Dạ cảm ơn. Rồi. Cảm ơn. Rồi vậy được rồi. Đây là gương mặt thân quen của gia đình Tị Duyên. Đây là ngọn cái mã của Út đó. Rồi nói đi anh Tư. Hôm nay anh em thiện nguyện đại diện gia đình chị Tị Duyên ở Mỹ gửi cho chú quà ăn Tết với một cái gạo và cặp bông để chuẩn mấy ngày Tết thôi. Mã là cái mã đó mã bà xã đó hả? Đây mà xã của Út Đà bên này là tới nhà luôn.
nói với cái bà nó lấy bình bông mã của Út, thím Út là bà cho trước mặt trước cửa nhà luôn. Rồi năm mới cũng thay mặt gia đình Từ Duyên chúc Út được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Hôm nay là ngày 27 Tết, gia đình chị Từ Duyên có gửi cho gia đình con một gạo 10 kg, cặp bông và giỏ quà. Thì được biết em này hoàn cảnh em này vô cùng khó khăn, em đã lấy vợ bỏ để lại đứa con em nuôi tới bây giờ, mằng thì thiếu trước một hụt sau, em rất là gầy vì nghèo, nhà nghèo mà vợ bỏ đó. Rồi em có đôi lời cảm ơn đi, cảm ơn Mạnh Thường Quân.